Tiên học sinh Việt xin chào các bạn. Tiếp theo bài học số 2 thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối và vùng ở trong Excel. Địa chỉ tương đối là địa chỉ bị thay đổi khi mình sao chép công thức từ địa chỉ ô này sang địa chỉ ô khác. Còn địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ không bị thay đổi khi mình sao chép công thức từ địa chỉ ô này sang địa chỉ ô khác. Địa chỉ tuyệt đối hay còn gọi được gọi là địa chỉ cố định. Để cố định địa chỉ này, chúng ta dùng dấu đô la. Khi mà đô la đứng trước chữ cái ấy, là cố định cột, còn đô la đứng trước dòng ấy, thì là cố định dòng. Ví dụ nhé, ở đây mình ví dụ mình đang lấy cho OI3 nhé. Khi bạn nhìn như thế này ấy, nó là địa chỉ tương đối này. Còn cái chữ đô la trước chữ Y và đô la trước số 3 ấy, nó là địa chỉ tuyệt đối. Đây là địa chỉ tuyệt đối cả Y, cả dòng, cả cột. Còn đô la ở trước cái cột ấy, chữ đô la này trước chữ Y này, mà Y thì là cột Y rồi. Đây chính là địa chỉ mà cố định cột nhưng không cố định dòng. Còn trường hợp này là cố định dòng nhưng không cố định cột. Cả hai trường hợp này ấy, được gọi là địa chỉ bán tuyệt đối. Để hiểu hơn về địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối, chúng ta đi làm một cái bài ví dụ nhỏ nhỏ nhé. Ở đây mình có một cái bảng thông tin này. Ở trong bảng này ấy, thì mình cần tính cái tiền lương. Thì tiền lương ở đây bằng này, bằng ngày công nhân với lương ngày. Một ngày công của mình ấy, thì cái tiền công một ngày của mình bằng 250.000. Thì các bạn thành tiền sẽ bằng ngày công. Thay vì các bạn phải nhân với bạn ghi số 250 ấy, thì bạn có thể chỉ vào OI3. Mình nhấn Enter. Nhưng mà lúc này ấy, mình cần cố định cái OI3 này lại. Lý do nhé. Lý do nếu như mình không cố định này, mình kéo xuống. Các bạn thấy này, mục đích của mình ấy, mình muốn lấy này, mình muốn lấy cái phần ngày công này, mình nhân với duy nhất cái phần 250.000 này thôi. 250.000 này nó đang đứng ở OI3, nghĩa là mình chỉ muốn nhân với I3 thôi. Thì tương tự ở cái phần mà C4 là tức là ngày công của bạn Phạm Hà Mai này này, mình cũng muốn lấy là mình nhân với C4, mình nhân với I3. Và tương tự cái này là C5, mình nhân với I3. Như ở đây khi mình kéo công thức xuống này, ở đây mình nhân C3 cho I3 nhé. Khi mình kéo xuống thì ở đây của mình trở thành I4 và ở đây trở thành I5. Bây giờ ấy, mình cần phải cố định cái I3 này bằng cách này. Cách thứ nhất là bạn để con chuột ở trước chữ Y, bạn ghi cái chữ đô la trên bàn phím ý. Sau đó mình để trước chữ 3, số 3, mình ghi chữ đô la. Là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì mình chỉ bạn cách thứ hai nó nhanh hơn. Cách thứ hai thì bạn sử dụng phím tắt cho mình là phím F4. Như vậy ý, mình đã cố định được cả dòng cả cột. Trường hợp bạn muốn cố định cột ý, thì bạn để đô la ở trước cái chữ cái. Còn bạn muốn cố định dòng thì bạn để chữ đô la ở trước con số nhé. Trong trường hợp này thì mình muốn cố định cả dòng cả cột. Tức là mình muốn cố định cái OI3 này lại. Mình kéo công thức xuống này. Lúc này của mình nhé, trở thành này. C4 này mình nhân với I3 này. C5 mình nhân với I3. C6 nhân với I3. OI3 này đã được cố định lại. Tiếp theo chúng ta sẽ làm sang phần còn lại, tức là cái phần thực lãnh ấy. Thực lãnh sẽ bằng cái phần thành tiền chứ tạm ứng. Thì lúc này nhá, mình muốn là mình kéo xuống, kéo công thức xuống. Thay vì xuống đây mình cũng phải lấy công thức là bằng D4 này, xong mình trừ đi E4 thì nó cũng lâu đúng không? Thì mình sẵn mình sử dụng cái phần công thức ở đây để mình kéo xuống này, mình kéo này. Này của mình này, D5 trừ E5. Đây được gọi là địa chỉ tương đối này, là địa chỉ tương đối là gì? Địa chỉ tương đối là địa chỉ bị thay đổi khi mình sao chép công thức từ địa chỉ ô này sang địa chỉ ô khác. Đấy chính là địa chỉ tương đối. Bây giờ chúng ta sẽ sang làm quen với vùng nhé. Vùng là tập hợp từ một ô hoặc nhiều ô được chọn. Tức là một ô cũng được gọi là vùng hay nhiều ô cũng được gọi là vùng. Nếu như ấy, mình chọn cái vùng mà từ A1 cho đến C10 thì được gọi là vùng. Từ ô A1 đến ô C10. Cụ thể ở trong cái bài này của mình ấy, cái vùng này của mình này, cái bảng tính này của mình ấy, là từ A2 cho đến F8 thì được gọi là vùng từ A2 cho đến F8. Cách để chọn vùng như sau. Cách thứ nhất là bạn nhấn chuột trái vào ô đầu tiên, sau đó bạn kéo rê xuống ô cuối cùng là bạn chọn được vùng từ A2 đến F8. Cách thứ hai là ở đây bạn đã xác định được từ A2 đến F8 thì bạn có thể lên trên cái phần name box này, bạn gõ cho mình là A2 chia cho F8. Sau đó bạn nhấn Enter thì vùng của mình cũng được chọn nhé. Thì hai cách này là hai cách nó áp dụng với những cái bảng tính nhỏ ngắn như thế này.
Với những bảng tính mà mình có một cái bài như thế này, cái bảng tính này của mình nó cũng hơi dài. Vậy thì nếu mà mình quét như vậy á, thì nó hơi mất thời gian và chưa chắc cái độ chính xác của nó đã cao. Vậy thì có cách nào mà để mình chọn nó chính xác hay không? Mình giới thiệu với các bạn thêm hai cách nữa. Cách thứ nhất là bạn chọn con trò chuột vào vị trí đầu tiên này của cái bảng tính, sau đó bạn kéo đến cái điểm cuối cùng của bảng tính này. Bạn nhấn vào giữ phím Shift nhé, bạn chọn ô cuối cùng. Tuy nhiên ý, cách này cũng không phải là cách tối ưu. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cách nữa. Bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl cộng với Shift cộng với N. Cách này chỉ áp dụng cho vùng có dữ liệu nhé. Vùng có dữ liệu là vùng này này, khi mà mình có dữ liệu ở đây này. Ví dụ ở trong bài này thì mình muốn chọn ở trong cái phần mà danh sách điểm đính kèm là cái danh sách này. Đầu tiên này, mình chọn vào ô đầu tiên nhé. Sau đó mình nhấn tổ hợp phím Ctrl cộng với Shift cộng với N. Tuy nhiên ấy, với máy của mình là laptop thì một số laptop nhé, bạn cần phải kết hợp thêm phím Fn nữa. Ở trường hợp này máy của mình thì mình phải nhấn tổ hợp phím Ctrl cộng với Shift cộng với Fn cộng với N. Còn máy của bạn là máy tính bàn thì bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl cộng với Shift cộng với N thôi. Như vậy là cái vùng của mình được chọn rồi. Để có thể đặt tên vùng thì chúng ta có các cách như sau. Sau khi mình đã quét chọn cái vùng rồi ấy, thì mình gõ tên vào ô name box và mình nhấn Enter. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai này, bạn chọn vào Define Name. Quy tắc đặt tên như sau. Đầu tiên là mình gọi chữ TB, sau đó mình đặt theo tên Shift. Còn với trường hợp bạn muốn mở rộng, bạn đặt theo tên của từng cột, từng dòng nữa thì bạn nhấn một dấu chấm và bạn đặt tên theo cột. Ví dụ ở trong bài này đi, mình đặt tên cái bảng này đúng không? Tại cái ô name box này, mình gọi chữ TB, sau đó cái sheet của mình ấy. Tên là sheet của mình, tên là sheet thực hành, thì mình ở đây mình ghi chữ thực hành. Sau đó mình nhấn Enter, mình nhấn OK. Cách thứ hai nhá, là sau khi mình chọn vùng rồi, ở đây trường hợp thứ hai này, mình muốn đặt tên cho phần họ và tên. Thì mình chọn cái cột họ và tên này. Sau đó, tại cái phần thẻ formula, bạn tích cho mình vào Define Name. Đầu tiên là đặt tên này. Đặt tên của mình đặt ở cái phần này là TB thực hành chấm họ tên. Cái phần refer này á, là cái phần mà vùng mà bạn đặt ấy. Nếu như bạn muốn mở rộng vùng ấy, thì bạn có thể sửa đây. Còn trường hợp này nó lại mình đã chọn vùng rồi, mình nhấn OK này. Để có thể gọi tên nhanh của vùng ấy, thì thứ nhất là bạn, cách thứ nhất là bạn có thể tích vào ô name box là bạn chọn vùng ở đây. Ví dụ mình chọn thực hành này. Đấy là mình chọn được cái vùng. Cách thứ hai là bạn nhấn cái phím F3 trên bàn phím và bạn có thể chọn. Ở đây mình chọn là cái phần họ tên nhá, mình nhấn OK. Để có thể sửa được cái phần vùng ấy thì bạn nhấn có hai cách. Cách thứ nhất này là cũng vào cái phần formula này, bạn chọn cho mình cái phần là name manager. Ở cái phần này á, khi mà hiện ra một hộp thoại như thế này nhá, cái phần new á, là bạn có thể tạo thêm một cái vùng mới, vùng tên mới. Cái edit là để sửa. Ví dụ ở cái phần họ và tên này đi, mình muốn sửa nhá, mình tích họ và tên, mình chọn vào edit. Có hai, nếu như bạn muốn sửa tên á, thì bạn sửa ở đây. Còn bạn muốn sửa cái vùng mà bạn chọn ấy, thì bạn sửa ở đây. Ví dụ ở trường hợp này mình muốn sửa lại vùng mình chọn là phần bộ phận đúng không? Bây giờ mình đổi này, thứ nhất là cái phần họ tên mình đổi thành bộ phận. Cái phần mà refer to á, là cái phần ở vùng chọn. Lúc nãy cái phần họ tên của mình đang ở là cột C. Bây giờ cái phần bộ phận ở cột D đúng không? Bây giờ mình sửa cái này thành D này. Sau đó mình nhấn OK. Còn cái phần delete ấy, nếu như bạn muốn xóa cái tên của nó đi thì bạn chọn vào cái tên bạn muốn xóa và bạn nhấn delete. Mình nhấn OK. Thì lúc này ấy, cái tên vùng mình đặt ấy, chỉ còn cái tên là thực hành thôi. Bây giờ mình đóng này. Bài học của mình xin được phép dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Tin Học Sao Việt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.